Cả nhà ơi, hôm nay thì mình lại chia sẻ với cả nhà một công thức về khoai tây. Một công thức rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon cả nhà. Bánh khoai tây chiên, chỉ cần 4 nguyên liệu đơn giản thôi cả nhà. Khoai tây, bột bắp hoặc là bột khoai tây, rồi bơ, rồi phô mát, là mình có những chiếc bánh khoai tây rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Bây giờ thì mình bắt tay vô mình làm nha cả nhà. Ở đây thì mình đang có là nửa ký khoai tây, mình đang cắt mỏng khoai tây. Rồi sau đó thì mình đang cho khoai tây vô một cái nồi hấp, rồi mình đang đem hấp. Cái lý do mình đang cắt khoai tây á, là như vậy là để cho khoai tây nó nhanh chín khi mình hấp á. À, những miếng mỏng khoai tây thì nó nhanh chín hơn là nguyên nguyên một cái củ đúng không cả nhà? Thì cái thời gian hấp của nó thì chừng khoảng 10 đến 15 phút thôi cả nhà, không có lâu lắm đâu. Thì sau khi mình hấp xong khoai tây nó còn nóng thì mình cũng nên là nghiền nó nhuyễn luôn. Thì lúc nó có nóng thì rất là dễ nghiền. Rồi mình đã cho vô là 40 g bơ. Bơ này á mình không có cần phải để cho nó mềm đâu cả nhà, tại vì khoai tây còn nóng á, mình đưa vô á là nó cũng mềm rồi. 50 tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột bắp. Sau đó thì mình cũng trộn đều nó lên. Rồi tán nó nhuyễn ra, rồi mình cố gắng mình làm mình tán ra để cho có nguyên liệu nó hòa hiện chung vào với nhau á, thì khoai tây của mình khi làm ra nó sẽ ngon hơn nha. Sau khi mà mình để khoai tây nó nguội hẳn rồi đó cả nhà, thì những cái nguyên liệu nó hòa quyện, nó dính chặt lại với nhau. Đó, thì lúc đó thì mình sẽ chia phần. Với cái khối lượng khoai tây như thế này thì mình chia được 11 cục. Sau khi mình chia phần rồi, mình vo tròn đó, thì bây giờ mình sẽ cho nhân vào. Đầu tiên là mình sẽ lấy một cục khoai tây và dùng cái những cái ngón tay của mình để mình mở rộng cái miếng khoai tây ra. Rồi sau đó thì mình sẽ cho một muỗng canh phô mát vô. Sau khi mình cho một muỗng canh phô mát vô trong rồi đó thì mình sẽ vo tròn cái cục khoai tây lại. Trong lúc mình vo thì mình cũng nên dùng cái ngón trỏ của mình để mình ấn cái phô mát xuống cho nó dính chặt lại nha. Sau khi mình vo tròn nó lại rồi đó thì mình để ở giữa lòng bàn tay đó, và mình dùng lòng bàn tay của mình ấn cho cái cục khoai tây này nó dẹp xuống, và mình cứ tiếp tục như vậy thì mình làm cho những cái cục khoai tây sau luôn nha cả nhà. Đây 11 miếng khoai tây của mình đây. Bây giờ thì mình bắt đầu cái khoảng chiên nha. Mình đã lấy một cái chảo, mở lửa lên cho chảo nó nóng, rồi sau đó mình sẽ quét một lớp dầu cho cái chảo đó. Cái nhiệt độ khi mình chiên khoai tây mình cũng không nên để lửa lớn quá nha cả nhà, để lửa vừa thôi. Với lại khi mình chiên khoai tây á, mình cho khoai tây vô chảo mình cũng không nên cho nhiều quá, mình cho đủ chỗ để khi mà mình lật khoai tây nó không bị dính vào những cái cục kia. Và mình chiên mỗi một bên như vậy là 3 phút, rồi sau đó mình sẽ lấy ra khỏi chảo. Đây cả nhà, mình đã chiên xong rồi nè. Nhìn miếng khoai tây nó dẻo mà ở trong nó có pha mát, cả nhà nhìn thấy không? Kéo lúc này nó còn nóng lắm cả nhà. Mình đã kéo sợi thì nó được như thế này, nhưng mà nếu như cả nhà để nguội tí xíu nữa mình kéo sợi nó càng nhiều sợi hơn nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Mina, và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha. Bye bye.